Dạ thưa thầy, con có nghe về thiền á, thì con có nghe là có tẩu hỏa nhập ma á, mà cái đó thì con cũng chưa thực sự trải nghiệm, con cũng không có biết như nó như thế nào, nó có ảnh hưởng xấu gì không, với lại có cách nào để mình thực tập hay ngăn chặn không? Hay. Quý vị tu thiền có ai trong này tẩu hỏa nhập ma chưa? Lâu lâu con bị á, tẩu hỏa chứ chưa có ma nhập. Quý vị nha, giờ chúng ta nghe cho rõ nè. Mình thiền đó tức là mình đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái cổ máy thân tâm này đó. Mình không hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, mình không đọc, mà mình muốn dùng nó là chuyện lo lắng đau khổ là không thể tránh được. Dù là ra ngoài kia kiếm ăn hay là ở trong này tu tập thì sử dụng nó thì phải đọc cách hướng dẫn sử dụng của nó đấy. Khi mà mình hít vào một lượng oxy là cái oxy đó nó sẽ đi vào ngay chỗ cái mao mạch, cái chỗ mà cái lượng máu đen của mình từ cái tim bên phải nó đưa lên, và cái lượng oxy nó hòa vào cái lượng máu đen, mà cái lượng máu đen là thán khí của toàn bộ cơ thể đó, ở trên con tim bên phải nó hút lên đó, nó qua cái tĩnh mạch nó vào cái van tim bên phải, cái tim bên phải nó đẩy lên trên cái mao mạch của bộ phổi bên này bên phải, thì nó có một cái đoạn ở giữa là gọi là mao mạch, tức là những cái mạch máu xung quanh cái phế quản á, thì khi cái lượng oxy mình hít vào thì nó hòa cái lượng oxy đó là chánh khí á, nó làm cho cái máu đen kia chuyển dần dần thành máu đỏ, thì cái máu đỏ nó đưa xuống lại theo cái động mạch về với cái tim trái, và cái tim trái nó vận hành, nó đẩy cái năng lượng đó ra trong từng mạch máu và nuôi cơ thể. Ok, đó là cái tiến trình giữa con tim và bộ phổi này. Như vậy khi mà mình hít vào một hơi thật là sâu thì cái lượng oxy khá là đủ. Khi mà cái lượng oxy đủ nhưng mà cái hơi mình thở ra, mình thở nó hơi ngắn và nó không đẩy hết cái thán khí oxy, tức là cái nơi mà cái mao mạch giao nhau giữa cái oxy và cái máu đen đó, tức là mình ra và cái hơi nó không đủ dài, nó không đủ hóp bụng, thì cái thán khí nó còn trong đó. Khi cái ly mà nó còn dính bẩn thì cái nước đổ vào nó sẽ bị ô nhiễm đi. Vậy cái lượng oxy vào đó đúng là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cái lượng CO2 thán khí đẩy ra. Nếu mình đẩy ra không hết thì nó còn ở trong đó, và nó dẫn cái máu đen của mình nữa, một phần nào đó đi xuống tim, là mình sẽ dễ bị ngộ độc. Lâu ngày đầy tháng cái lượng CO2 của mình thực tập hít thở không đúng, tức là cái thán khí đó nó làm cho cơ thể mình bực bội, khó chịu, nóng mắt, răng răng ở trên mặt, mỗi lưng, mỗi vai và ù tai. Đó là tẩu hỏa nhập ma. Cái lý do thứ hai khi mình ngồi thiền mà mình hay mở miệng một chút là cái lượng CO2 nó vào không chỉ qua mũi mà nó qua miệng, nó xuống dạ dày. Lâu ngày đầy tháng nó đẩy cái cơ hoành của mình lên và nó ép tim, nó làm cho tim mình ấm ức, khó thở, hơi thở gấp gáp và tim đập nhanh. Đó là nguyên nhân thứ ba. Đó là nguyên nhân thứ hai. Như vậy tẩu hỏa nhập ma về mặt khoa học là giải thích hoàn toàn bình thường qua cái hơi thở ra của mình, phải cho đủ ra hết cái năng lượng đẩy ra, nhưng không phải đó là tạo tác cái hơi thở ra một cách quá đáng, mà nó rất là bình thường. Cơ thể này nó vận hành tốt nhất cho mình, đừng lo. Thứ nữa, đừng cái thở bằng cái miệng trong khi ngồi thiền, là cái oxy đó, nó vào cái dạ dày nó ở trong đó ha. Vậy mình nhớ mình vận hành là phải thở cho đúng cách, mà thở đúng cách là không phải dụng công lấy cái lực của cái hơi thở về vật lý này đẩy nó xuống đâu, mà là cái ý của mình nó có một cái lực, bởi vì cái quyết này nó vận hành bằng cái ý chứ không phải là bằng cái hơi thở của cái lực. Bởi vì một người thiền giỏi là khi vào ở trong thiền không thở bằng cái lực của hơi nữa, mà thở bằng lỗ chân lông nhiều hơn một cách thở. Vì khi vào sơ thiền là hơi thở này dừng, nhị thiền là tim này dừng, và tam thiền là máu mạch dừng hết mà vẫn không chết. Như vậy tẩu hỏa nhập ma trước hết là bởi vì cái hơi thở vật lý mình thở không đúng. Còn nói đến cái chuyện tâm, khi mà mình sân lên, đó là một cơn điên ngắn hạn, đó có phải là tẩu hỏa không? Là tẩu hỏa. Lúc đó cái mặt mình sao? Đẹp như thiên thần? No, ngược lại. Như vậy có những cái loại ma không phải do cái cơ thể vật lý này, mà do cái tâm mình chẳng có. Có điều không sợ ma khởi ma nhập, mà sợ rằng mình thấy ma nhập ma khởi chậm hay nhanh.
Bản lĩnh tu hành là thấy nó nhanh hay chậm, là đẳng cấp người đó tu giỏi hay dở. Chứ không ai không có ma hết. Ngồi đây bấy nhiêu con người, bấy nhiêu ma. Một ngày của mình bao nhiêu ma, đếm không hết. Mà tham, mà sân, mà si, mà ganh, mà đua, mà sợ, đủ loại ma. Mỗi một loại ma là có một chất sinh tố hóa học ở trong đó. Và ma càng nhiều thì nồi canh của mình càng dở. Như vậy, tẩu quả nhập ma có hai kiểu như vậy. Cái kiểu tâm là mình phải chánh niệm thường trực để thấy ma và tiếp đón ma cho chu đáo thì nó tự bỏ đi, còn mình không có loại trừ nó. Còn cái loại ma của cái hơi thở là khi tu thiền phải có người hướng dẫn cặn kẽ A, B, C, D. Ví dụ như cái hơi thở của mình mà hít vào mà nó có cái tiếng sột soạt, đó là cái tướng phong. Cái tướng này nó làm cho cái hơi thở của cái người thở đang không có bình thường, tức là rất là tán loạn. Khi có hơi thở mà nó có cái tiếng là người đó đang rất loạn. Nếu như không có cái tiếng mà cái hơi thở của người đó đang rất là ngăn trễ thì cái người có hơi thở của họ đó đang rất là nặng, ì ịch. Nếu như không có ngăn trễ nhưng mà cái hơi thở nó không có được nhẹ nhàng thì đó là cái tướng khí, tức là nó không có được thông suốt, từ đây nó vô và nó cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ có cái tướng cuối cùng là cái tướng tức. Cái tướng đó là hơi thở cực kỳ mỏng, cực kỳ dài và rất là sâu. Cái tướng đó là tốt. Tướng đó nó làm cho con người ngồi thiền tưởng lúc có lúc không, giống như là hết thở và sợ lên hỏi thầy là con có chết không thầy. Không. Đã, cái tướng hơi thở nhớ dài, mỏng, nhẹ, sâu, lúc có lúc không, làm cho thân tâm cực kỳ là an trú, cực kỳ là thanh mát. Và để trị cái tướng phong, cái tướng xiển, cái tướng khí, tức là cái hơi thở nó có cái âm thanh, cái tiếng ồn, cái hơi thở nó ngăn trễ và hơi thở nó không thông suốt, là mình có ba cái cách cụ thể để mà trị nó đấy. Đó là một là đưa cái tâm mình về toàn cái thân này và tưởng từng lỗ chân lông thở chi điều cái trách nhiệm ra, chứ không phải này thở không, là tự động cái thân mình nó làm việc theo cái ý lực của mình. Thứ nữa là đưa cái tâm mình dưới rúng đan điền, ba cái lông tay là đẩy cái lực, cái tâm mình nó dồn xuống, nó không còn phừng phực lên trên cái tháng khí CO2, nó làm nóng mặt nữa. Thứ ba nữa là toàn bộ cơ thể mình phải thư giãn, buông buông nhẹ nhẹ nhẹ, thả lỏng, buông thư ra. Tự động cơ thể mình nó trở về trạng thái bình thường. Lúc đó hết thiền tập tiếp, mà đặc biệt mới thiền tập 1 phút, 5 phút, 10 phút thôi, đừng có làm có rẹt 30-40 phút mà không có người hướng dẫn là không phải nhập ma nữa, mà đủ thứ nó sẽ nhập vào.